Hello, chào tất cả các mọi người. Hôm nay mình làm video này cũng là để vui thôi. Thì tại vì mình thấy cái này á, thì nghe nói là rùa hồng kim á là được nhiều đồ ngon lắm. Thì mình cũng không biết là nó ngon như thế nào. Thì hôm nay mình vô, mình sẽ test rùa hồng kim. Mình sẽ dùng tất cả số vàng mình có hiện tại trong tài khoản, trong nít này. Mình sẽ mua hết tất cả, chỉ có vàng. Và mình cũng góp được 184 rương rồi. Thì không biết mua được bao nhiêu cái chỉ có vàng, chỉ có mở rương hồng kim. Thì mình nghe nói nó cũng có đồ ngon, thì mình không biết ngon thế nào. Cũng ấp ủ lên. Hôm nay mình sẽ làm video này và chắc cho các bạn thấy về cái rương hoàng kim. Về cuộc đó thì bán không được, tất nhiên thế chứ. Nhưng thôi, mình sẽ sử dụng chìa khó để mình có thể thổi bay những cái rương đó. Ok, thì hôm nay mình một cỡ được coi 50 cái 3 cây vàng đúng không, 150 cái 3 cây vàng. Thì 160 3 cây 2 162. Và mình sẽ hết tất cả luôn. Yes. Rồi, mua nào. Rồi. Anh em tất cả mọi người cùng theo mình mở nha. Có thể nó có đồ ngon như thế nào. Thủy tinh là yes. Tính vật, trời ơi. Yes. Mình thấy rõ là nó không ngon rồi đó. Rồi xong. Thế là mình hiểu luôn. Yes. Wow, cũng ghép được mấy món đồ rồi, cũng sao cũng được à. Ok, như thế thì cũng tạm ổn. Rồi, thế là mình đã hết. Trời ơi. Như thế này thì làm ăn cái quái gì. Wow. Còn nó nhảy nha. Ghê thật. Theo mình thấy đó, nãy giờ mở xong mình thấy chốt lại một câu là không có đồ ngon. Mình chỉ được mấy cái đá hồn mà cùi thôi, chứ không có cái đá hồn nào mà ra hồn hết. Quá là cùi. Trời ơi, biết thế mà tôi không mở rồi. Chốt lại một câu là xin thưa là rương hoàng kim không ngon, không có đồ gì ngon hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Mời các bạn theo dõi video của mình nhiều hơn.